Xin chào các bạn, mình là Nick trong team WL của chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo. Trước khi hướng dẫn các bạn bài nhảy Live Before You Love Me, mình có đôi điều muốn chia sẻ về bài nhảy này. Với những bạn sử dụng thủ ngữ một cách chuyên nghiệp thì các bạn ấy chỉ tập trung giải thích cụ thể nội dung của bài hát mà không cần phải đúng nhịp nhạc. Còn team WL tụi mình đang tham gia thử thách nhảy 30 giây của chương trình thì vẫn phải nhảy là chính, nên tụi mình chỉ dựa vào thủ ngữ và biến đổi sao cho nó thành một bài nhảy. Đôi khi động tác thủ ngữ của tụi mình sẽ hơi chật một chút xíu vì phải khớp với nhịp của bài nhạc, hoặc mình sẽ tìm động tác thủ ngữ khác đồng nghĩa với những từ ngữ trong bài, miễn vẫn giữ được ý nghĩa của bài mà vẫn thuần mắt mà xem như một bài nhảy. Đây là điểm khác nhau mà mình muốn chia sẻ để các bạn không nhầm lẫn với những clip giải thích nội dung cụ thể của các bạn sử dụng thủ ngữ chuyên nghiệp. Còn bây giờ thì mình bye bye nha các bạn. Đầu tiên thì mình lật ngửa bàn tay trái lên về giao số 2 giống như là đôi chân. Mình sẽ vào chữ dancing up lại on the edge about take it too far tap tap messing with my head. Các bạn lật up ba ngón tay giữa xuống ngay chữ how, kéo ngang qua và tiếp mess with your heart. Các bạn nhớ là chỉ ngón giữa thôi nha, nó sẽ khác với từ của tôi nguyên bàn tay, heart là ngón giữa thôi. Tiếp theo đó mình chơi ngón up lên và áp vào má hai lần. If you đưa hai ngón tay lên mắt ngay từ wake up in your bed, bỏ tay xuống along, các bạn quay một vòng in your dark, các bạn che mắt lại. I'm sorry, nhớ là ngón cái, các bạn ập vào bốn ngón, xoay hai vòng ngay từ sorry. Got to leave, các bạn giơ hai ngón cái ra đằng sau. Before you love me, và các bạn nhớ lặp lại chỗ này ba lần. Before you love me, a live before you love me. Và các bạn nhún vai 3 lần chỗ này. 1, 2, 3 và lặp lại. Live before you love me. Tiếp theo thì các bạn giới thiệu tên của mình kèm theo một câu nào đó. Ví dụ như là tên của tôi là Thiên, Sky trong tiếng Anh. Và câu tiếp theo có thể là một lời nhắn nhủ đến với ai đó, ví dụ như là tôi yêu WL, hoặc các bạn muốn gửi một thông điệp, ví dụ như là một giãn cách này thì các bạn hay góp một cái thông điệp là stay home, stay safe, giống như trong tiếp TikTok của mình. Bây giờ thì mình ghép nhạc nha các bạn. Các bạn cứ kiên trì thì sẽ tập được nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.